Mình có một câu hỏi cho bạn. Body type của bạn là gì? Là ốm, là mập hay là cân đối? Cùng xem hết video này để biết nha. Xin chào tất cả mọi người, là Christian đây. Là thứ năm và hôm nay anh em chúng ta lại nói về những chủ đề liên quan thời trang cho nam giới. Mình biết là những cái câu hỏi đầu video sẽ làm cho rất là nhiều bạn hoang mang, bởi vì các bạn không biết là body type của mình đang là cái gì và tại sao nó lại rất là quan trọng ở trong cái kênh channel nói về thời trang. Cho dù bạn có đồng ý hay không thì thời trang và ngoại hình lúc nào nó cũng đi song hành với nhau, và một cái outfit có đẹp hay không là nó dựa vào ngoại hình của bạn lên đến 70-80%. Vậy nên ở trong video hôm nay mình sẽ nói về những kiểu body type khác nhau và giúp các bạn xác định body type của bản thân các bạn là gì nha. Trước khi mình đi vào xác định body type của bạn là gì thì mình muốn nói sâu một chút về lịch sử hình thành của quy chuẩn này nhé. Vào năm 1940, một nhà khoa học cũng như là một nhà tâm lý học ở Mỹ có tên là William Herbert Sheldon cho ra một cái kết quả phân loại hình thể là sự kết hợp giữa 1, 2 hoặc là 3 hình thể chính: ectomorph, mesomorph hoặc là endomorph. Ectomorph ở đây là nhóm tạng người gầy, người xung đột và tỷ lệ vai với eo tương đối nhỏ. Những cái tạng người tiêu biểu của ectomorph bao gồm Sơn Tùng MTB, Subin Hoàng Sơn. Còn ở nước ngoài chúng ta có Justin Bieber, Jackson Wang hoặc là Eddie Slamon. Tiếp theo thì chúng ta có endomorph. Endomorph thì hoàn toàn ngược lại so với ectomorph. Đây là những cái tạng người có nhiều mỡ, hông to và thân hình trai táo. Ví dụ điển hình cho tạng người này thì chúng ta có Fabul Nguyễn, Lacca. Hoặc ở nước ngoài thì chúng ta có thể nói như là Drake hoặc là Demna Gvasalia. Và cuối cùng là chúng ta có mesomorph. Thì đây là một nhóm tạng người tương đối không quá nhiều mỡ mà cũng không quá ít cơ. Cái tỷ lệ vai sẽ rất là lớn so với lại tỷ lệ eo, với lại một cái ngoại hình tam giác. Mình phải nói là tam giác ngược mới đúng. Ví dụ điển hình cho tạng người mesomorph, ở Việt Nam thì chúng ta có Lương Bỉnh Phát hoặc là Kim Lý nè. Còn nước ngoài chúng ta có thể nói đến như là The Rock, Kevin Hart hoặc là Rick Owens. Đây sẽ là những cái phân loại rất là hữu dụng khi mà các bạn đưa ra lựa chọn về thời trang. Vậy nên là mình sẽ để cái phần timeline ở bên dưới phần description, các bạn nên coi lại và phân biệt bản thân của mình là tạng người nào nha. Nó chứ đang quay hồi cảm thấy thiếu thiếu, giờ mới nhận ra là trong video này quên mang phụ kiện, mình đi mang cái nha. Ok hơn rồi đó. Có rất là nhiều đánh giá đưa ra rằng là con người chúng ta bây giờ phát triển dựa trên nhiều body type khác nhau chứ không còn là một nữa. Các bạn hoàn toàn có thể là sự kết hợp giữa endomorph và mesomorph, hoặc là mesomorph với lại ectomorph. Và cái body type của các bạn hoàn toàn vẫn có thể bị thay đổi dựa trên cái lối sống cũng như là độ tuổi của các bạn. Nếu vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là tại sao cái việc phân loại ngoại hình của các bạn lại rất là quan trọng đối với thời trang? Lý do cho việc này rất là đơn thuần. Khi mà các bạn xác định được body type của mình thì các bạn sẽ biết được phong cách nào là phù hợp với mình nhất và phong cách nào là không phù hợp với mình nhất. Và đi song song với điều đó là giúp cho các bạn tiết kiệm được nhiều tiền hơn trong cái quá trình tìm kiếm phong cách cho bản thân của mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với lại tạng người ectomorph. Đây là tạng người khởi đầu của mình vào những năm cấp 2, cấp 3. Mình nhớ có thời điểm đó mình chơi những cái bộ môn thể thao có cường độ rất là cao, là nhảy b-boy, breakdance. Rồi sau đó lên cấp 3 thì mình chơi những cái bộ môn như là free running và tricking. Nếu như bây giờ các bạn thuộc tạng người này, các bạn sẽ hiểu ý mình là các bạn có ăn bao nhiêu các bạn cũng có thấy không đủ, không có lên cân, không có lên cơ và người lúc nào cũng ốm và xung đột. Thật chất mà nói là những cái bạn thuộc tạng người ốm sẽ có ít vấn đề hơn trong cái việc lựa chọn phong cách cho bản thân. Các bạn gần như có thể lựa chọn bất kỳ phong cách nào. Các bạn có thể lựa chọn những phong cách slim fit ôm một chút, hoặc các bạn cũng có thể lựa chọn những phong cách thùng thình oversize luôn. Và tùy vào cái phong cách mà bạn theo đuổi thì các bạn sẽ cần mua những cái món đồ cần thiết cho phong cách đó. Mình nói ví dụ ở đây, nếu như các bạn thích những cái chiếc áo tay dài ôm thì các bạn cũng có thể lựa chọn chiếc quần slim fit nếu như cái vai bạn muốn theo đuổi nhìn có một chút thể thao. Còn nếu như các bạn muốn lựa chọn một phong cách nghiêng về thời trang hơn một chút thì cũng một chiếc áo tay dài ôm đó, các bạn có thể lựa chọn chiếc quần dáng straight hoặc là relax. Cái điều này phần nào sẽ tạo ra một cái sự thử thách đối với người xem, cho bạn một cái cảm giác rất là ấn tượng khi lên đồ. Còn ví dụ mà các bạn thích một phong cách nó oversize hơn một chút thì mình khuyến khích các bạn nên lựa chọn quần có dáng relax hoặc là dáng straight, bởi vì những cái chiếc quần dáng slim fit khi mà các bạn kết hợp với lại áo thun oversize nó sẽ làm ra một cái cảm giác rất là mất cân đối. Phần bên trên thì quá to và cồng kềnh, còn phía bên dưới thì lại quá ốm và quá nhỏ. Đặc biệt là đối với là những bạn nào thuộc tạng người này thì các bạn có thể tạo ra những outfit có cái sự điệu đà, có cái sự nghệ sĩ hơn. Mình thấy hiện giờ đang có một cái aesthetic đang được quay lại, đó chính là phong cách kiểu rockstar của những thập niên 60, 70 và 80. Thì cái phong cách này đi cùng với lại những chiếc quần ống loe, những cái chiếc áo blazer cách tân hoặc là những chiếc áo da. Mình nghĩ nếu các bạn thích các bạn cũng có thể thử, bởi vì tạng người của các bạn, tạng người ectomorph rất là phù hợp với phong cách này. Người ốm khi lên đồ thì sẽ có ít rào cản hơn những cái bạn có cái tạng người to hơn, như là cái tạng người mình sẽ nói tiếp theo đây. Tạng người tiếp theo mà chúng ta sẽ nói đây đó chính là tạng người endomorph. Mình cũng đã từng sở hữu tạng người này vào năm 2016 cho đến năm 2020. Đây chính là lúc mà mình sở hữu ngoại hình thừa cân nhất, vai rút, eo to và chân bự. Thành thật mà nói đây là tạng người rất là kén quần áo, bởi vì những cái feature, những cái đặc điểm đẹp trên cơ thể của bạn đã bị bao trùm ở bên ngoài bởi một lớp mỡ lỏng lẻo. Có một cái video trong quá khứ mình đã nói về cái cốt lõi để hình thành ra một outfit đẹp, thì mình sẽ để link của video trên này nếu như các bạn chưa xem nha. Mình thấy bây giờ có một cái sự lầm lẫn rất là lớn, đó chính là một khi mà các bạn nhìn thấy những người nào thuộc tạng người endomorph thì các bạn sẽ quy chụp họ là những người lười biếng, ăn nhiều và ít vận động. Ở bên trong cộng đồng tập gym chuyên nghiệp vẫn có những người thuộc tạng người endomorph, bởi vì trong quá trình bulking
họ sẽ lên rất nhiều mỡ. Thì cái quá trình bulking ở trong gym là lúc mà họ sẽ ăn nhiều hơn nè, ngủ nhiều hơn để giúp cho cơ thể phục hồi tốt hơn và đẩy nhiều mức tạ hơn để cơ thể tạo nên nhiều cơ. Và thường những cái bạn nào trải qua cái quá trình bulking này thì họ sẽ tích tụ rất là nhiều calorie, và đó cũng là lý do tại sao mà họ sẽ bự con hơn, to con hơn. Những cái bạn thuộc tạng người này khi mà họ lựa chọn quần áo thì họ sẽ phục vụ cho mục đích thoải mái hơn là thời trang, và đó cũng là lý do vì sao cái form phù hợp cho các bạn nhất là form oversize và relax. Các bạn có thể lựa chọn quần áo ôm hay không? Có. Các bạn có thể tạo ra cái nhìn mãn nhãn với những outfit như vậy hay không? Không. Và mình cũng sẽ thành thật nói như vậy đó, mình không có quan tâm đến cảm xúc của các bạn, mình chỉ quan tâm đến kết quả mà các bạn đạt được mà thôi. Mình nhớ là trong cái thời gian dịch Covid cũng như là sau dịch Covid thì cái phong cách thời trang này cực kỳ nổ rộ, từ Fear of God nè đến Balenciaga, và gần đây nhất là chúng ta có collaboration của Yeezy với lại Gap. Những bộ trang phục được làm ra mang xu hướng relax, rộng rãi và thoải mái, bởi vì cái sự thoải mái là cái sự tôn vinh hàng đầu. Vậy nên những bạn nào thuộc tại người endomorph, các bạn vẫn có thể lên đồ đẹp được bình thường, miễn là các bạn hiểu bản thân của các bạn mà thôi. Và đến với tại người cuối cùng, chúng ta có mesomorph. Đây sẽ được cho là tạng người tiêu chuẩn của đàn ông. Hiện giờ thì mình thấy nó cũng không hẳn là đúng nữa, bởi vì tạng người tiêu chuẩn nó cũng phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác nhau, như là quốc gia, giới tính, văn hóa cũng như là độ tuổi, thì cũng sẽ có những cái ngoại hình tiêu chuẩn khác nhau. Nhưng mà bởi vì mục đích của video này nói về thời trang, cho nên là mình sẽ đặt nó là tiêu chuẩn nha. Vì sao đây là tạng người tiêu chuẩn? Bởi vì đây là tạng người có thể mặc được nhiều phong cách nhất và tạo ra nhiều cái nhìn mãn nhãn nhất. Bên trong mỗi cá nhân của chúng ta đều được xây dựng một cái tiềm thức về cái đẹp, đó chính là đàn ông là phải vai rộng, eo nhỏ, thân hình to và săn chắc. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà những cái fashion designer họ dựa vào cái ngoại hình tiêu chuẩn này để họ tạo ra quần áo mãn nhãn hơn. Bởi vì sao? Quần áo mãn nhãn thì họ có thể bán được nhiều quần áo hơn. Và cũng nhờ vào sự quyết tâm và nỗ lực của bản thân nên ở thời điểm hiện tại mình đang thuộc tại người này. Điều này hỗ trợ cho mình rất là nhiều, mình có thể thử được rất là nhiều phong cách khác nhau với lại những cái vibe khác nhau mà trước đây mình không thể làm được, bởi vì mình không có cái ngoại hình cho nó. Nhưng mà có một cái điều nữa, đây sẽ là tạng người dễ bị quy chụp là có điều ít nhiều nhất, bởi vì dựa trên ngoại hình tiêu chuẩn thì đùi phải to và săn chắc. Thật sự mà nói là mình không thể kể hết được bao nhiêu bạn nhắn tin trên DM cho mình hoặc là comment trong video của mình nói là anh ơi làm thế nào để mà loại bỏ đi cái phần đùi ít đó. Trong khi mà mình nhìn vào hình của các bạn, mình thấy các bạn chả có vấn đề gì cả. Phần đùi của các bạn nam đã nhắn tin với mình thật sự nhìn rất là tone, rất là đẹp và rất là nam tính. Các bạn không có vấn đề gì phải thay đổi nó cả. Nhưng mà mình hiểu cái tiêu chuẩn ngoại hình của Việt Nam rất là nhỏ, cho nên là các bạn cảm thấy lúc nào mình cũng đang ở trong cái trạng thái là bự hơn người khác. Nhưng mà cái điều đó nó không có xấu mọi người. Hiện giờ thì mình đang thuộc tại người này, vậy nên là mình sẽ lên đồ thật là nhiều cho các bạn thấy được là ở những người thuộc tạng người của mình cũng hoàn toàn có thể lên đồ đẹp được. Thật sự là ở trên YouTube mình không làm đủ outfit cho các bạn coi, nên là các bạn nhớ follow Instagram của mình ở bên dưới nha. Mình sẽ làm video về outfit mỗi tuần luôn. Ok, và đó chính là tất cả những gì các bạn cần biết trong việc lựa chọn quần áo dựa theo tạng người của mình. Cái mục đích chính của video này không phải để body shaming mình ai cả, mà để các bạn hiểu được tạng người của mình là gì và cái access tới quần áo của các bạn là bao nhiêu. Cũng như mình đã có chia sẻ ban đầu, cái ngoại hình mà các bạn đang sở hữu hiện tại không phải là ngoại hình mà các bạn sẽ mãi mãi sở hữu, mà trong quá trình các bạn lớn lên và trưởng thành, các bạn vẫn sẽ có nhiều lần thay đổi tạng người của mình dựa trên cái lối sống và phong cách sinh hoạt của các bạn. Trước khi mình kết thúc với lại video ngày hôm nay, thì cách đây khoảng 2 video mình có lập một cái challenge dành cho những anh em làm fashion content creator là cũ ta mới người. Thì ở thời điểm hiện tại mình đăng video thì chắc chắn là đã có 2 bạn tham gia rồi, là Kiên Phạm với lại Minh. Vậy nên là thứ nhất, các bạn hãy đến social media của họ hoặc là những kênh channel của họ để xem cách mà họ đáp trả cái challenge này như thế nào, cũng như cái comment của mình ở bên dưới. Còn cái thứ hai, nếu như các bạn muốn cái người content creator yêu thích của các bạn tham gia vào challenge này, thì các bạn cũng hãy DM cho họ hoặc là comment trong video của họ để các bạn có thêm content mới để xem nha. Nếu như các bạn cảm thấy những gì mình chia sẻ trong video này hữu ích cho các bạn, thì mình rất hy vọng các bạn sẽ nhấn nút subscribe bên dưới, đồng thời cũng là nhấn nút like để video này có thể lan tỏa cho nhiều người xem hơn nữa. Cũng như đã hứa, mình sẽ gặp lại mọi người vào mỗi thứ năm. Vậy nên là hẹn gặp lại mọi người vào thứ năm tuần sau nha.